Nếu lịch sử tái diễn, bài của Ngô Trường An, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nếu bây giờ Kim Jong-un qua bắt tay với Trung Cộng xin viện trợ lương thực, thuốc men, quân trang, vũ khí, rồi qua Nga xin viện trợ quân xa, trọng pháo, tên lửa, máy bay, xong sau đó xin Trung Cộng đem quân qua giữ an ninh cho Bắc Triều Tiên, còn mình thì dốc toàn bộ lực lượng quân đội Triều Tiên tiến xuống đánh chiếm Nam Đại Hàn với chiêu bài giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bị Nam Đại Hàn chống lại, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn quyết dốc toàn lực tấn công với phương châm phải giải phóng cho bằng được Nam Đại Hàn, dù phải hy sinh đến người Bắc Triều Tiên cuối cùng. Thế là hai bên giao tranh suốt 20 năm, đến nỗi xương chất thành núi, máu đổ thành sông, hàng triệu người hai miền chết không toàn thây, hàng triệu trẻ em mồ côi, hàng triệu phụ nữ quá phụ, hàng triệu người mẹ mất con, vợ mất chồng, đất nước bị bom đạn cày xới tan tành thê thảm, và cuối cùng Nam Đại Hàn thua và Bắc Triều Tiên đại thắng, thế là hai miền thống nhất. Sau khi thắng cuộc chiến, việc đầu tiên là chính quyền miền Bắc bắt toàn bộ quân dân cán chính của miền Nam cho đi đầy nơi rừng thiêng nước độc với cái gọi là cải tạo. Tiếp theo, họ bắt tất cả các ông chủ tập đoàn và những doanh nhân giàu có cùng toàn bộ gia quyến của họ đưa lên rừng bắt cuốc đất trồng khoai với cái gọi là đi kinh tế mới. Họ ghép tội những ông của các tập đoàn Samsung, Hyundai, LG này là bọn tư bản bóc lột, ngồi mát ăn bát vàng, không chịu lao động, sống trên mồ hôi nước mắt của công nhân. Sau đó, chính quyền miền Bắc đưa những người có thành tích chém giết trong cuộc chiến vô làm chủ tịch tập đoàn Samsung, đưa những người đặc mình giỏi đánh bom khủng bố vào làm giám đốc tập đoàn Hyundai, đưa những người tải đạn xuất sắc vô làm chủ nhiệm tổng công ty LG, đưa mấy anh chăn nuôi giỏi vô làm tỉnh trưởng, mấy anh trồng khoai tốt vô làm quận trưởng, mấy anh thiến heo xuất sắc vô làm xã trưởng, vân vân. Họ tuyệt đối không cho con cái của sĩ quan, thương gia, tư sản miền Nam đăng ký thi đại học hay làm việc cho nhà nước. Tiếp đến, với chiêu bài quốc hữu hóa, họ tịch thu tất cả đất đai, ruộng vườn, nhà máy, xí nghiệp. Họ tịch thu toàn bộ sản phẩm dự trữ của miền Nam, xong họ cấp lại cho mỗi hộ gia đình tờ phiếu. Phiếu mua nước mắm mỗi tháng nửa lít, mua đường mỗi tháng 0,2 lạng, mua lương thực mỗi tháng 13 kg, trong đó 70% là gạo, còn 30% là bo bo. Bột ngọt thì 50 gram, chất đốt, củi là 20 kg, vải khoảng 1 mét một năm, vân vân. Họ ngăn sông cấm chợ, tuyệt đối không được mua bán tự do mà phải làm theo chỉ thị chính sách hợp tác xã của nhà nước. Tiếp theo là đổi tiền. Anh có bao nhiêu tiền? Kệ bà anh. Nhà nước chỉ cho phép anh đổi tối đa 10.000 won, mà 10.000 won chỉ bằng 1.000 won tiền mới. Xong, tài sản cuối cùng của anh chỉ còn có 1.000 won tiền mặt mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, họ mở chiến dịch đánh tư sản mại bản. Họ xông vào từng nhà lục tung đồ đạc của anh. Họ tìm và tịch thu sạch sẽ những gì có giá trị như vàng, kim cương, máy giặt, máy quạt, tủ lạnh, xe cộ. Rồi sau đó, họ đổi tiền một lần nữa, coi như anh trắng tay. Nhắc lại để không quên, Cộng sản Việt Nam sau năm 1975 đã đổi tiền cả thảy 3 lần. Song song với vật chất là tinh thần, các tác phẩm văn học, thơ ca, nhạc họa đều bị thu sạch. Người miền Nam chỉ được đọc sách miền Bắc và hát nhạc cách mạng miền Bắc. Bên cạnh đó, Kim Jong-un còn bắt mọi người ở cả hai miền phải biết ơn ông ta và biết ơn Kim Nhật Thành. Họ giáo dục cho học sinh, sinh viên là không có Kim Nhật Thành thì không có chúng ta ngày hôm nay. Thế đấy, các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X, suy nghĩ thử xem hành động của Kim Jong-un thế nào, đúng hay sai. Và đây cũng là lịch sử Việt Nam sau năm 1954 ở miền Bắc và năm 1975 ở miền Nam. Đất nước chúng ta đã từng được chia hai miền, Việt Nam Cộng Hòa, thủ đô Sài Gòn, miền Nam, theo chủ nghĩa tư bản.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thủ đô Hà Nội, miền Bắc, theo xã hội chủ nghĩa. Cả hai nước đều được quốc tế công nhận. Nó y chang như Bắc Triều Tiên và Nam Đại Hàn bây giờ. Nhưng sau đó thì... Tôi thấy giới trẻ Việt Nam hiện nay rất mê xem phim Hàn, thần tượng nền âm nhạc Hàn và thích ẩm thực Hàn. Các bạn có biết, lúc Nam Đại Hàn chưa phát triển những cái đó, thì Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa, đã rất phát triển rồi không? Nhưng sao cái gọi là giải phóng, kẻ chiến thắng lại cho đó là những văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, nên đốt bỏ và tiêu diệt làm cho nó lụi tàn. Còn những bạn hay lên án Bắc Triều Tiên độc tài, gia đình trị, thì các bạn cũng nên xem lại đất nước Việt Nam của mình cũng chẳng khác gì. Chẳng qua là một thằng một điểm, một thằng một điểm rưỡi thôi. Bài của Ngô Trường An